Chào mừng quý vị đã đến với Tin Giải Trí. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Nhật Kim Anh đã trải lòng về chuyện đời tư. Sau ly hôn, cô gặp con luôn bị nhà chồng giám sát, xin vợ con đi chơi một ngày cũng không cho. Có thể nói tiếng sét trong mưa như quả ngọt đến đúng lúc với Nhật Kim Anh, nữ diễn viên đang gây sốt với nhân vật Thị Bình. Trong phim, Nhật Kim Anh một mình cân vai từ trẻ cho đến lúc về già. Mới đây, Nhật Kim Anh đã có một cuộc phỏng vấn trải lòng về những chuyện đời tư. Đến thời điểm hiện tại, chị có được gặp con mình một cách dễ dàng không? Gặp con thì được, nhưng chở con đi chơi thì không. Tôi bức xúc vì điều đó và nhất định sẽ đòi lại quyền nuôi con của mình. Thời gian sau khi ly hôn, tôi phải bế con đi đóng phim, thương lắm và mình lại không đủ điều kiện để chăm sóc. Tôi cũng không dám gửi cho bên ngoài vì không yên tâm. Khi ra tòa, tôi nhường quyền nuôi con. Tôi không thể bỏ công việc được. Trong khi bên nội cũng rất thương cháu, bà nội chăm con rất kỹ. Tại sao mình không hy sinh một chút để con mình ăn ngon, ngủ kỹ hơn? Tôi chấp nhận điều tiếng để có được công việc đàng hoàng và con được chăm sóc tốt. Đến thời điểm này, mọi thứ ổn định, tôi mới có thể nuôi con được. Tôi không muốn con mình thiếu bất cứ thứ gì, tôi thì sao cũng được. Chị không thỏa thuận hay có giới hạn nào về thời gian nhường quyền nuôi con sao? Không, đã nhường là thành quyền của người ta rồi. Vốn dĩ bên nội rất thương tôi, nhưng chẳng hiểu sao vừa rồi tôi chỉ muốn đón con đi sở thú một ngày thôi mà họ nhất quyết không cho. Tôi rất bức xúc vì họ cướp đi quyền làm mẹ của tôi. Tôi từng phủ nhận tin đồn ly hôn là vì người trong cuộc như có thế nào, con mình phải có đủ cha, đủ mẹ. Đến thời điểm này tôi rất buồn bên nội của bé, vì trước đó họ đã từng đối xử rất tốt với mình, không hiểu sao bây giờ lại thành ra như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ làm điều có lỗi với gia đình họ. Giờ tôi không muốn nói gì nữa hết, chỉ chờ tòa án giải quyết. Hiện tại tôi vẫn muốn gặp con. Tôi và anh Lộc với gia đình có chuyện gì tôi không quan tâm, đó là quyền làm mẹ của tôi. Chị có cảm nhận được điều bất an gì mỗi lần thăm bé không? Tôi thấy con có cảm xúc bất ổn chút xíu. Khi đến thăm, nó chạy đến ôm, nhưng khi tôi muốn chở đi đâu đó, nó lại nhìn ba. Mỗi lần tôi về, con luôn nói, mẹ đừng đi nữa. Tôi đã mất 2 năm không ở cạnh con, và bây giờ tôi quyết tâm phải được chăm sóc cho con. Thỉnh thoảng nhớ con quá, tôi xin FaceTime, nhưng mà lúc được lúc không. Thời gian nhiều nhất tôi được gặp con là thứ bảy chủ nhật. Khi chơi với con, cũng phải có anh Lộc hoặc bà nội ở cùng quan sát. Tôi hoàn toàn bị sụp đổ hình tượng về bên nội của bé. Về cái hạn, mất đi 5 tỷ thì sao? Bây giờ tiền bạc hay vật chất cũng chỉ là vật ngoài thân. Nếu là trước đây khi bị mất tiền, tôi sẽ không chịu nổi. Nhưng bây giờ tôi cho qua, con sống thì mình còn cố gắng được. Hiện tại bên điều tra vẫn chưa có câu trả lời cho tôi về vấn đề này. Chị nghĩ gì khi khán giả ném đá cho rằng có tài sản mà không biết bảo vệ là để mất? Bởi vì đó là một chung cư uy tín. Lúc tôi đến ở cũng chưa kịp lắp đặt camera. Tuy nhiên một khi họ đã muốn trộm rồi thì không có gì là an ninh cả. Nhưng không sao cả, mình còn mạng là mình còn của. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.